em là một fan 17 năm của bộ phim này. Từ cuối năm 2019 đó, có 2018 đấy phải. Cái phim chiếu ở rất nhiều rạp ở Singapore với cả Nhật Bản, rất nhiều xem mãi mới có. Trong đây thì em thích nhất là Zen Yitsu, Tommy Kagiju, Thủy Chủng. I like Nezuko. Nezuko. Em đã chuẩn bị đủ khăn giấy rồi, không sao đâu ạ. Em cũng rất là mong chờ xem là cái trên cái màn ảnh rộng thì nó sẽ thể hiện cái trận chiến này hoành tráng đến mức nào. Cái đoạn đánh nhau nó sẽ có kỹ xảo rất đẹp. Em mong ra được cái phần mới nào mà hồi sinh tất cả các trụ cột gì chứ. Cục chuyện nhân vật nó khiến mình thích thú. Bây giờ sao nó lại không cách? Chắc chắn là trong phần anime này nó phải có một cái gì đặc biệt khác ở trên manga. Tất cả các bạn, chúng ta hãy cùng khóc trên chuyến tàu này nhé. Lê Ngọc Sơn là đẹp trai quá. Những chậu battle là nó có những cái khúc camera angle nó rất là phù hợp với lại phong cảnh đó nữa. Nó chuyên cái animation và nó cái đồ nó rất là hay và thú vị. Giác như là mình hoàn toàn ở trong cái buổi trận đó của họ luôn á. Nó hay hơn những gì em tưởng à. Thở, em không thở nổi luôn. Tại vì nó rất là gây cứng. Mình không thể nào rời khỏi màn hình được thì nó quá hấp dẫn. Sống động hơn, với lại cũng có nhiều phần mà ở trong truyện không có nói tới. Cho nên là đưa cảm xúc của mình coi lên cao được. Rất là xúc động. Mình nhìn cả rạp khóc mà mình cũng muốn khóc theo. Cảm động nhất là lúc cuối phim. Phân cảnh mà Tanjiro cố gắng để mà giữ Akaza lại. Dạ, thật ra là em coi được tới 30 phút đầu là em đã khóc rồi. Vượt qua cái sự bất ngờ của em thật sự 10 trên 10 không chê gì nào được. Hai tí này tiếng tuyệt vời nhất đời. Dù em có coi bao nhiêu lần thì em cũng gặp em khóc mấy nhiêu lần. Hỏi của fan chân chính. Hứa thứ nhất đã rạp xem phim. Thứ hai không tiết lộ phim. Tốt nhất là gặp ngay bây giờ, ngay và luôn.